Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chế nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu có bác mẫu xe đạp địa hình Meada Transit, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe rồi, một cái thương hiệu mà đã rất là có cái chỗ đứng rất là vững chắc ở trên thị trường xe đạp thể thao trên toàn thế giới. Và hôm nay về một chiếc xe model Transit được sử dụng bộ chuyển động Shimano Alivio với 9 tầng lip, 3 tầng đĩa và vành bánh là 27.5 inch. Thì đây là một cái chiếc xe phiên bản kỷ niệm 15 mà cái hãng xe Meada này thiết lập được cái hệ thống MSD các bác nhé. Toàn bộ xe là khung nhôm và lên về một chiếc xe tông màu trắng, logo đen rất là thể thao và cực kỳ đẹp. Thương hiệu Meada. Và đây là một cái phiên bản kỷ niệm, nên là có những cái dấu mốc rất là quan trọng của hãng được in ấn trên khung xe đây. Như 1972 là ngày thành lập này, 1990 là có cái nhà máy đầu tiên này. Rất là nhiều những cái thông tin, những cái dấu mốc quan trọng in trên xe. Như đây là chiếc xe carbon đầu tiên ra đời vào năm 1991 này. Và đây là cái phiên bản kỷ niệm 15 hãng thiết lập được cái hệ thống MSD các bác nhé. Khung sườn rất là đẹp, tông màu lên này. Còn rất là mới, hầu như là rất ít vết xước, không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả. Dây thì toàn bộ được chạy âm sườn, phối màu rất là đẹp. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Alivio các bác nhé. Với đây là 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh của xe là 27.5 inch. Xe thì còn rất là mới các bác nhé. Từ lốp led này, vân lốp này còn rất là đẹp, cực kỳ là mới. Những cái bộ chuyển động này chủ cũ người ta cũng rất là cẩn thận, cũng để cả cái chống cong đề. Phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị tay bấm xả Shimano Alivio và cụm phanh dầu Shimano các bác nhé. Và giảm sóc của xe là giảm sóc hơi, sử dụng bộ giảm sóc bơm hơi cũng là nguyên zin, nguyên bản theo xe luôn. Bơm hơi vào đây, giảm sóc bơm hơi các bác nhé. Nó có một cái dây khóa hành trình giảm sóc lối lên tay lái này, rất là tiện lợi. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe là size 17 inch, phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Chuyển động Shimano Alivio 9 lít 3 đĩa. Chuyển động thì rất là mượt các bác nhìn trên hình. Xe thì còn cái độ mới rất là tốt. Đây là những cái chi tiết xích lít như là đề đóm này. Chuyển động rất là ok các bác nhìn trên hình, rất là mượt.
vành bánh 27,5, các bác nhìn nó rất là cân xe nhé. Thì chiếc xe đang được bán em mức giá chỉ có là 9,5 triệu. Đó, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp form dáng đẹp và cực kỳ là mới, cấu hình nó cũng rất là tốt trong cái tầm giá 9,5 triệu và bao ship toàn quốc cho cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em về kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.